xem cái cách cắt cỏ bên Mỹ như thế nào nha mọi người. Tùy theo cái địa hình của cái chỗ mình ở. Xe buýt học sinh nữa các bạn. Máy này là máy cream. Họ đi cắt vậy đó các bạn. Cái
giống như cắt một nhà thôi mà ba bốn nhà kia ở kế nhau có thằng thấy người kêu bỏ cắt luôn. Em đi trim trim mấy cái gốc này nè các bạn, mấy cái gốc mấy cái dành như vậy nè, để khi mà cái xe nó chạy á, là nó chạy không tới được á, thì cái máy đó sẽ trim gần sát gốc á. Các bạn thấy nè, là họ trim sát gốc đó nè, thấy không? Đó, sát mấy gốc đá này thì cái máy chạy vô không tới á, thì họ lấy cái máy đó họ trim. Nè các bạn thấy mình không? Mình đang bị dính. Mà cái cỏ này rất là hôi cho nên mình phải đeo khẩu trang để thôi, mình hát xì dữ lắm. Bị dính nhiều quá cũng không được. Nó chảy máu cam á các bạn. Tới cái khu ở ngoài sau vợ anh đang trim mấy cái cây đó các bạn thấy không đó, anh đang trim gần cái gốc gì đó, tại cái máy á, là nó sẽ không chạy vào sát cái gốc được cho nên người ta phải lấy cái máy trim tay đó các bạn thấy không, đó là cách cắt cỏ bên Mỹ là nó như vậy đó các bạn, đó bạn thấy không đó. Cái cây trim đó là nó bằng cọng dây các bạn, cái bằng cọng dây nó quay vậy là nó chém ngọt giống như là dao vậy đó. Cái dốc các bạn thấy không, do là cái dốc này nè cho nên nó họ nói là cắt đó, nó cực đó thấy không, ê tối quá trời luôn. Còn cái phần này là xe chạy không tới là anh này anh phải dùng cái máy quơ tay để anh cắt cho nó sát vô. Làm cái nghề cắt cỏ này cũng cực, nhưng mà một ngày mà mình kiếm được khoảng 3 mối 4 mối thì coi như là ok ổn. Tại vì ví dụ như một mối là 40 đồng đi, quân bình một mối 40 đồng thì ngày 3 mối thì cũng được 120 rồi. Họ có máy chuyên dụng của họ, họ cắt rất là nhanh đó. Và cái chú kia là đang chạy cực nhất là cái phần mà tù dốc nè các bạn, nhất là cái phần mà khi mà xuống dốc đó, nếu như các bạn mà không có biết cách chạy là có thể té luôn á, lật xe luôn á. Mà cái máy thì chạy nó ổn hơn, nó không có bị lật. Đối với cái máy mà nhỏ nhỏ này của mình á, thì nhiều khi chạy mà không quen á, là có thể lật xe. Cái dốc này rất là cao, các bạn thấy dốc đứng lên. Dốc này dốc 45 độ. Chú này ông cắt ông cũng kỹ, ông đi bao ông vòng luôn. Bây giờ là đến cái đoạn thổi cỏ các bạn. Họ sẽ thổi những cái cọng cỏ lá khô á, để cho nó bay đi, và những cái nào nhẹ nhẹ phía trên mặt á, là họ sẽ thổi cho nó, nhìn cho cái bề mặt nó xanh một màu đều nhau cho nó đẹp á các bạn. Đó, mà cái máy này rất là mắc nha các bạn. Máy này để dành thổi lá mùa thu luôn á. Các bạn coi nè, bây giờ sạch sẽ ha. Thẳng thớm ha, nhìn đẹp ha. 45 đồng. Sạch sẽ không có cực nữa, mà máy người ta máy chuyên dụng, máy 3-4 lưỡi cắt mau. Còn cái loại mà máy của mình nó nhỏ cắt chắc nãy giờ 2-3 tiếng chắc chưa xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video này, hãy nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Cảm ơn, bye bye.